Trong khi đó, các báo cáo mới từ tiền tuyến đã tiết lộ chi tiết về một hoạt động thành công của lực lượng vũ trang Liên bang Nga tại khu vực Donetsk. Theo SF, sau cuộc tấn công phức tạp và nhiều rủi ro, lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát một thành trì rộng lớn của Ukraine. Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga thông tin, các quân nhân thuộc Lữ đoàn Tình nguyện Cựu chiến binh của quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công vào thành trì kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine phía đông bắc ngoại ô phía đông thị trấn Donetsk. Lực lượng Nga phát hiện một đường hầm dài hơn 3 km chạy dọc theo kênh Seversky Donetsk ở ngoại ô khu định cư. Họ bí mật dọn đường hầm và sử dụng nó để tiếp cận phía sau thành trì của Ukraine. Lực lượng phòng thủ Ukraine không lường trước được một cuộc tấn công từ phía sau và đã mất cảnh giác. Kết quả của trận chiến là lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải rút lui. Họ từ bỏ các vị trí quân sự. Như vậy, thành trì lớn được củng cố bằng các cơ sở ngầm có khả năng chịu hỏa lực của pháo binh, được trang bị các điểm bắn bê tông của Ukraine đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Trước đó, quân đội Nga cũng đã sử dụng chiến thuật tương tự trong trận chiếm Avdiivka. Vào tháng 1, các binh sĩ của Nga kiểm soát một đường hầm và tiếp cận khu vực hậu phương của quân Ukraine trong thành phố. Sau khi tấn công bất ngờ qua đường hầm này, quân đội Nga đã kiểm soát thành trì của Ukraine và giữ quyền kiểm soát nó cho đến khi lực lượng chính tiếp cận khu vực.